Chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tìm hiểu về các trường nằm trong danh sách các trường ưu tiên khi du học Canada là không cần chứng minh tài chính với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương trong ngày hôm nay. Vậy du học Canada không cần chứng minh tài chính là sao? Chắc nhiều bạn cũng đang thắc mắc. Đó chính là chương trình Canada Express Study, gọi tắt là chương trình CES. Các bạn học sinh sinh viên du học Canada sẽ không cần phải chứng minh tài chính. Các trường cao đẳng đại học là thành viên của Hiệp hội các trường cao đẳng và học viện Canada. Đây là chương trình mới do Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada cùng với Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada phối hợp thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình cấp xét thị thực cho sinh viên Việt Nam có ưu muốn theo học tại Canada. Với những điều kiện tham gia chương trình vô cùng đơn giản, đây chắc chắn sẽ là cơ hội có 1-2 dành cho các bạn đang khao khát được học tập tại một đất nước có nền giáo dục được công nhận trên toàn thế giới. Chương trình sẽ được thí điểm kéo dài trong vòng 18 tháng, sau đó có thể được gia hạn mở rộng theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh hôm ngày 26 tháng 2. Thì chương trình không những ưu tiên cấp xét thị thực nhanh hơn cho các sinh viên mà thủ tục chứng minh tài chính cũng sẽ gọn nhẹ hơn với thông thường. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Đại học Fraser Valley. Trường Đại học Fraser Valley được gọi tắt là UVFV, nằm trong thung lũng Valley thuộc phía đông của Vancouver, bang British Columbia, Canada. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu của Canada. UFV là trường đại học công lập được tìm kiếm thông tin nhiều nhất trong tất cả các trường thuộc tiểu bang British Columbia. Mỗi năm, trường đại học này có khoảng 16.000 sinh viên xin được nhập học và nghiên cứu tại trường. Về chương trình đào tạo của trường có các chuyên ngành như sau: nông nghiệp, doanh nghiệp ứng dụng, công nghệ, quản trị kinh doanh, khoa học máy tính, ẩm thực, du lịch và khách sạn, thiết kế mỹ thuật, hành chính công, kỹ thuật, giáo dục khoa học tự nhiên, nghệ thuật. Để biết thêm về thông tin học phí cũng như các kỳ khai giảng, các bạn truy cập vào website visacanada.edu.vn hoặc gọi thoại trực tiếp vào số điện thoại 3848 4879 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi tư vấn chi tiết hơn. Các bạn có thể ghé văn phòng trực tiếp tại địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Hồ Chí Minh hoặc số 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hoặc một chi nhánh ở ngoài thành phố biển Nha Trang các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.